Một lần, hai lần, ba lần. Với ba lần đập sóng mạnh mẽ, những đoàn cá dưới nước bơi toán loạn. Chàng trai 19 tuổi nhanh tay kéo lưới bắt cá. Anh ấy tên là Bằng Đặc, là con trai của một ngư dân trên hồ Inle ở Myanmar. Anh là người con thứ ba trong gia đình. Cách anh ấy dùng mái chèo nước vừa nãy là một cách đánh cá truyền thống rất độc đáo. Anh ấy có một kỹ năng rất đáng được khen ngợi, đó là đứng bằng một chân và chèo bằng một chân, đồng thời có thể tung lưới bằng cả hai tay. Hồ Inle là hồ lớn thứ hai ở Myanmar, diện tích khoảng 116 km vuông. Đó là nơi nghỉ mát văn hóa rất nổi tiếng. Những ngôi làng nổi cổ kính và trang nhã này là nơi sinh sống của nhiều thế hệ ngư dân kiếm sống bằng nghề đánh cá ở đây. Nhà của Bằng Đặc cũng ở đây. Một buổi sáng sớm, anh trai của Bằng Đặc nghiền bột nem, mỹ phẩm làm đẹp. Anh trai cậu ta chưa từng có bạn gái, cho nên cũng khá để ý ngoại hình bên ngoài của mình. Trong khi anh cả ăn vận thì anh hai đang chờ đợi đến phát chán. Anh ấy muốn ăn cơm để ra khơi làm việc sớm một chút. Vợ của Uyển Đích là A Phúc đang chuẩn bị cơm nước cho gia đình. Ngoài việc chăm sóc chồng thì cô ấy còn chăm sóc cho cả gia đình. Đây là chủ gia đình, Ô Tư. Anh ấy 47 tuổi, sớm đã về hưu, giao lại toàn bộ tàu cho ba người con trai. Lúc này ông vừa bế cháu gái của mình vừa xem các con đánh bắt cá. Họ là chủ của hồ Inle này. Đánh bắt cá là một kỹ năng mưu sinh được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ba chiếc thuyền của ba anh em như ba thanh kiếm rẽ sóng trên mặt nước tĩnh lặng. Xung quanh bọn họ dây leo và thực vật thủy sinh cắt mặt hồ thành từng vũng có độ nông sâu khác nhau. Cá ở những vùng đó chính là báu vật của ngư dân. Mùa mưa vừa chỉ mới tới, nước trong hồ vẫn còn rất nông. Cá rất khó cắn câu. Ba anh em đến khu vực đánh bắt cá. Họ tắt động cơ máy cho chân vịt dừng lại và bắt đầu dựa vào sức người để điều khiển những chiếc thuyền đánh cá nhỏ. Lúc này Bằng Đặc đứng ở mui thuyền vừa chèo thuyền vừa chỉnh sửa tấm lưới trong tay. Sau khi thả lưới xong thì họ bắt đầu dùng sức đập xuống nước. Ba anh em hợp tác ăn ý. Rất nhanh sau đó liền có cá bị mắc vào lưới. Năm hai trung học Tả Môn Đồ bỏ học và trở thành ngư dân. Tô Uyển học hơn cậu ta một lớp. Bây giờ Bằng Đặc cũng theo anh trai mình làm ngư dân. Cá mắc lưới không nhiều, đến con to nhất trong đó cũng chưa xếp vào loại to lắm. Gần đến buổi trưa, ba anh em chèo thuyền đến một cabin trong hồ. Đây là tài sản mà bố đã để lại cho ba anh em họ. Kỹ năng câu cá của họ là do ông bố chính tay dạy cho. Một gia chủ tốt bụng nhưng lại không thiên vị bất kỳ người con trai nào. Ông ấy đem tất cả mọi kinh nghiệm mình có được đều truyền lại cho các con mà không đòi hỏi gì, hy vọng các con kế thừa và tiếp tục duy trì lối sống của gia đình. Tuy nhiên, người con út lại luôn muốn đi ra thế giới xã hội ngoài kia. Anh ấy vẫn còn hoài niệm những thời khắc khi còn ở trường học. Nhưng lúc này, cảm giác kề vai sát cánh cùng người anh trai cũng khiến anh ấy khó buông bỏ. Cabin trên mặt nước này làm bằng loại tre không dễ hỏng. Những bức tường được làm bằng tre rất thoáng khí và mát mẻ. Cả khu vực hồ này đều là loại tre đó. Căn nhà gỗ này là của ông ngoại của ba anh em để lại cho bố của họ. Bây giờ nó đã trở thành nơi để nghỉ ngơi sau khi đánh cá xong của ba anh em. Họ ngủ cùng nhau, ăn cùng nhau, nói chuyện với nhau, cũng trở thành những người bạn của nhau. Tuy là anh cả nhưng tới giờ Tả Môn Đồ vẫn chưa có bạn gái. Anh ấy đang xem những đối tượng xem mắt qua điện thoại. Những bức hình của các cô gái rất đẹp. Hai anh em vô cùng ngưỡng mộ. Tuy nhiên thế giới mạng là hư ảo. Mấy lần gặp mặt qua mạng trước kia của anh ấy đều không thành công. Bằng Đặc thật sự không mong đợi gì từ những cuộc gặp gỡ qua mạng của anh trai. Anh cảm thấy một người như chị dâu A Phúc của anh hai vẫn luôn là tốt nhất. Có thể chăm sóc cho cuộc sống của một gia đình. Một cô gái như vậy tốt hơn và thực tế hơn gấp bội so với một người suốt ngày chỉ biết soi gương và ăn vận. Lúc này A Phúc Đức Hạnh đang làm túi vải tại nhà. Loại túi vải này là vật dụng thường được người Myanmar sử dụng để cầu nguyện. A Phúc dựa vào may túi để kiếm thêm thu nhập cho gia đình mình. Cô ấy may ít nhất 30 túi vải mỗi ngày. Một cái túi có thể bán được khoảng 100.000 đồng. Để phụ giúp cho chi tiêu của gia đình, mẹ chồng xây một cái chuồng lợn cạnh nhà. Một con lợn nuôi khoảng 10 tháng bán đi có thể kiếm được kha khá tiền. Tuy nhà có nhiều người nhưng mọi thứ đều rất ngăn nắp gọn gàng. Cô con dâu thứ hai khi vừa được gả đến đã bị hàng xóm chê vì nhiều tuổi hơn chồng. Tuy nhiên chưa đến nửa năm sau, cô ấy đã giúp cho gia đình có lối sống gọn gàng ngăn nắp hơn rất nhiều. Hơn nữa cô ấy rất giỏi việc nội trợ, là nữ công gia chánh trong nhà. Nhà chồng hết lời khen ngợi A Phúc, ai cũng muốn cưới được một người vợ như vậy. Cơn bão bất ngờ đến làm cho Ô Tư rất lo lắng. Anh ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, cầu cho mưa gió mau tạnh. Lúc này con trai của ông ấy cũng đội những chiếc mũ lá và trốn dưới thuyền tránh mưa. Cũng may mưa không lớn lắm. Rất nhanh ba anh em họ lại bắt tay vào công việc đánh bắt cá. Với kỹ năng cha ông truyền lại,
thuyền của Bằng Đặc đầy cá. Làm việc cả một ngày, máy chân vịt cũng sắp hết dầu. Bằng Đặc vội vàng đến trạm xăng bên hồ để tiếp thêm nhiên liệu. Ông chủ tiếp đón rất là nhiệt tình, một chai dầu máy có giá khoảng 10.000 đồng. Thông thường một chai dầu sẽ dùng đủ cho một ngày ra khơi, cộng thêm chi phí khác để duy trì thuyền đánh cá. Nếu như một ngày không kiếm được 170.000 đồng thì sẽ bị lỗ vốn. Ngư dân ở vùng này ngày càng đông, cơ hội đánh bắt được nhiều cá cũng ngày càng giảm đi. Bằng Đặc hy vọng có một ngày sẽ tìm được công việc kiếm được nhiều tiền hơn. Sự xuất hiện của bạn hồi tiểu học A Vĩnh khiến cho anh ta rất vui. A Vĩnh năm 11 tuổi bắt đầu học chèo thuyền. Năm 13 tuổi trở thành một tay chèo thuyền chuyên nghiệp. Bằng Đặc rất muốn được như cậu ta, kiếm thu nhập bằng cách lái ghe chở khách du lịch xung quanh. Hồ In Le ở Myanmar hàng năm có một lượng lớn khách du lịch Âu Mỹ. Nếu may mắn, những người chèo thuyền sẽ nhận được tiền bo. Mặc dù, A Dũng cũng vừa tìm được việc làm tại một công ty du lịch, vẫn đang trong giai đoạn thực tập. Phần lớn thu nhập từ việc chèo kéo khách mỗi ngày của anh đều phải nộp lại cho công ty. Du khách nước ngoài chèo thuyền trên sông do bộ phận du lịch chỉ định. Vì ô nhiễm trầm trọng, nước hồ đều đã chuyển sang màu vàng đục. Mặc dù lượng khách du lịch ngày càng tăng, lộ trình di chuyển lại không có nhiều thay đổi. Giám đốc du lịch vì muốn vực dậy nền kinh tế đã dựa vào sức tuyên truyền của các trang mạng. Bức tranh đặc sắc đã thu hút rất nhiều khách du lịch nhưng số lượng người chèo thuyền cũng rất nhiều. Vì vậy sự cạnh tranh trong kinh doanh rất khốc liệt. Nếu người chèo thuyền biết nói một tiếng ngoại ngữ vậy thì sẽ càng có nhiều cơ hội hơn. A Vĩnh rất thích tiếng Anh, chỉ tiếc là đọc quá ít sách nên không thể ung dung nói chuyện cùng với du khách. May mắn thay, em trai của anh ấy luôn động viên và giúp anh ấy tự học. Tiếng Anh của A Vĩnh vẫn còn vấp, nhưng ngược lại chiếm được cảm tình của nhiều du khách nước ngoài. Anh nhớ lại bản thân đã từng học ở trường nhưng lại không biết trân trọng nó vào thời điểm đó. Hy vọng về tương lai có thể được đặt lên vai những đứa em. Sau khi tạm biệt bạn học cũ, Bằng Đặc bình tĩnh lại. Mặc dù anh ta kiếm được rất ít tiền mỗi ngày nhưng không có quá nhiều áp lực. Khi làm việc cảm thấy rất vui vẻ, bạn học cũ dùng chiếc thuyền của công ty du lịch. Mỗi ngày cùng chạy một tuyến đường thủy là một việc rất nhàm chán. So sánh mà nói, cuộc sống trải lưới của gia đình ba anh em tuy không giàu có nhưng tự do, thoải mái và ổn định. Ba anh em bận rộn một ngày, nhưng lúc thu hoạch lại lo lắng nhất. Bởi vì thị trường cá mỗi ngày một khác, họ hy vọng cá hôm nay sẽ bán được giá tốt. Nói là chợ cá, thực ra là một chiếc thuyền đánh cá lớn hơn, đại lý cá liều mình hạ giá. Ba anh em vất vả cả ngày, số cá bắt được tổng cộng cũng chỉ được bán với giá khoảng 350.000. Hoàng hôn phản chiếu trên mặt hồ, ba anh em nổ máy phóng như tên bắn về nhà. Người mẹ sớm hôm bên cửa sổ ngắm dòng nước, bà tự hào khi có ba người con trai ở bên cạnh. Hơn nữa họ đều thành thạo các kỹ thuật câu cá mà cha họ đã dạy cho họ. Chị dâu thứ hai đảm đang đã đợi sẵn ở cửa nhà. Cô ấy biết ba anh em sẽ mang ít cá tươi về. Bữa tối gia đình đang được chuẩn bị, chỉ thiếu sự xuất hiện của món ăn lớn này. Lúc này mùi cá chiên đã ngập cả nhà. Chủ gia đình Ô Tư cũng nhận được số tiền của người con thứ hai Tô Uyên mang về. Các con trước giờ không bao giờ tiêu tiền cho riêng mình, tất cả đều giao lại cho ba. Đây là truyền thống gia đình. Trước đây người cha Ô Tư cũng làm như vậy, đưa tiền kiếm được cho ông của ba anh em. Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cả gia đình. Chỉ cần cha còn, gia đình đánh cá sẽ sống với nhau và mãi không tách rời. Bọn họ bao thế hệ được sinh ra trong nước, gắn bó với nước. Mối quan hệ gia đình vững chắc và bền chặt. Hiện nay với sự phát triển của toàn cầu hóa, ngư dân trên hồ In Le, Myanmar cũng đối mặt với thách thức thay đổi cách sống. Điều này đối với các thế hệ ngư dân đã sống bằng cách tiếp tục các kỹ năng của tổ tiên họ là một vấn đề khó khăn. Nhưng họ tin, miễn là hồ không cạn và cá không biến mất, cuộc sống một gia đình ba anh em như vậy sẽ vẫn tiếp tục. Người đàn ông làm việc trên thuyền đánh cá và truyền thống nội trợ của phụ nữ sẽ không biến mất. Đây là máy quay thực sự ghi lại mọi nơi trên thế giới. Cảm ơn đã quan tâm.